Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 10 tháng 6 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ của quý vị thì chúng tôi vừa có một chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ dâu có kích thước là 1m8 x 2m2. Video tôi xin quay và gửi tới anh Chử tại xã Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình. Để anh xem được cái sản phẩm này. Thì chiếc sập này bằng chất liệu gỗ dâu của chúng tôi đục theo mẫu là mẫu Ngũ Phúc Trám Mai. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của chiếc sập đây. Tôi sẽ đi vòng máy vòng quanh để anh nhìn và hình dung được tổng thể của chiếc sập này. Tại xưởng nó khá là chật nên là tôi quay bao quát hơi khó một chút. Phần ván mặt này là ván mặt hai lá nhé, cũng như những chiếc sập khác tôi đã làm. Ván mặt là hai lá khuôn tranh 7 phân. Đây là chính giữa của chiếc sập này. Chiếc sập mẫu Ngũ Phúc Trám Mai. Đây là mẫu Ngũ Phúc Trám Mai nhé. Tôi quay chi tiết hơn cái phần dạ sập này cho anh xem. Đó, toàn bộ đường nét là chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay. Quý vị thấy những cái đường triện. Đường triện này gọi là đường triện mẫu tử này. Đường triện mẫu tử này. Tất cả chúng tôi gọt và làm rất là kỹ thôi. Chính giữa dạ sập thì là có ba chú rơi, một chú rơi chúa ngậm chữ thọ và có cành hoa mai. Đây, hoa mai đục chạm rất sắc nét, đục chạm vô cùng sắc nét. Đó, bên này cũng vậy, những cái đường nét hoa văn này được chạm tỉa thủ công rất là đẹp. Chân này chúng tôi là có đầu chân rơi ngậm mà đồng tiền, chân rơi ngậm đồng tiền. Đấy, mẫu sập này thì chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị khá là nhiều rồi. Và chúng tôi bán rất chạy những chiếc sập như này quý vị nhé. Đây là những mặt hàng bán rất là chạy. Chất liệu gỗ dâu thì giá cả nó sẽ rất là hợp lý. Ở cái tính chất nó gỗ rất là tốt. Chất gỗ dâu thì rất là dai. Các cụ ngày xưa thì thường sử dụng gỗ dâu làm lèo tủ chè. Rồi đặc tính của gỗ dai, không mối mọt. Rất là bền theo thời gian. Đây là phần hình ảnh cái phần dạ ngang. Hình ảnh phần dạ ngang của chiếc sập. Cái sản phẩm này thì chúng tôi là quét, tôi vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đây là có quét một nước sơn lót để bảo vệ gỗ quý vị nhé. Đây chỉ là nước sơn lót chúng tôi quét phủ lên để bảo vệ gỗ thôi. Đó, tôi quay cái tổng thể của sáng sập này cho anh Chử, anh ở xã Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình, có thể xem được cái sản phẩm từ xa. Nhưng hiện tại anh đang công tác Hà Nội thì anh yêu cầu chúng tôi là quay và gửi hình ảnh chi tiết của chiếc sập này cho anh. Đó, cái dáng sập này. Kích thước là 1m8 x 2m. Video hiện tại thì tôi đang quay ở trong cái khu vực xưởng sản xuất của chúng tôi. Và hiện tại là cũng là rất là sớm, chỉ hơn 6 giờ sáng thôi, nhưng anh em thợ vẫn chưa đến làm. Thì mọi người ai có nhu cầu muốn sở hữu chiếc sập như vậy thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Ngoài ra thì quý vị có thể truy cập vào website đogotungtam.com để có thể xem thêm các sản phẩm khác như nội thất phòng khách, nội thất phòng thờ. Chúng tôi thì thường xuyên chia sẻ những kiến thức về phong thủy cũng như là về nội thất gỗ trên kênh YouTube. Mọi người nếu yêu mến hoặc quan tâm thì có thể đăng ký kênh chúng tôi để cập nhật những thông tin hoặc là những mẫu nội thất mới nhất. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại trong những video clip khác. Hiện tại đang là 6 giờ sáng của ngày 10 tháng 6 năm 2020.